Xin chào cả nhà. Thì hôm nay cái video của tôi tiếp tục với cái bài viết của ngày hôm nay là tiêu đề viết về là thành tựu đấu tranh dân chủ của ký giả Đông Trang. Và tiêu đề của bài viết ngày hôm nay sẽ là bảo vệ cây xanh và cách mạng cát. Thành tựu đấu tranh dân chủ của ký giả Đông Trang phần 2. Bảo vệ cây xanh và cách mạng cát. Năm 2015, Phạm Đôn Trang cùng với là NRO Hà Nội lập cái nhóm 6.700 cây xanh để tập hợp quần chúng trẻ nhằm phản đối dự án là thay thế 6.700 cây xanh ở Hà Nội. Tuy nhiên, khi nhóm NRO non tơ kia không muốn bị đám phản động thao túng đẩy hoạt động ôn hòa thành là biểu tình các sáng chủ nhật, thì Đoan Trang và đám tay chân đã tách ra lập một group Facebook mang tên Vì một Hà Nội xanh, quay sang công kích nhóm 6.700 để thu hút các biểu tình viên từ nhóm này về. Tất nhiên, dự án bảo vệ cây xanh này đã bị các dân mạng bóp mẻ. Người đứng sau khởi xướng là Nguyễn Công Hưng, chủ trang phản động dân luận ở nước ngoài, thể hiện rõ Hưng mới là người lập ra nhóm Vì một Hà Nội xanh, sau đó chuyển cho Đoan Trang và các đệ tử của cô này. Với thành công nhờ tổ chức được vài cuộc biểu tình là cây xanh, Đoan Trang và nhanh chóng bi về thành công của mình đã xây dựng được thế hệ xanh thay thế là thế hệ S trong dự án Từ Facebook Xuống Đường do cô này đạo diễn. Khi dự án Yêu Cây Xanh chìm xuống do hết vốn, thì đúng lúc đó vụ Formosa xuất hiện, nhóm Vì một Hà Nội xanh được đổi tên thành Vinci và được Đoan Trang chuyển sang thành nhóm Thiều Cá. Với dự án là cách mạng cá đầy tham vọng, thế là từ nhóm Yêu Cây Xanh chuyển thành Thiều Cá. Hưởng ứng ăn theo được một vài cuộc biểu tình rồi tắt ngúm đã được mô tả rất chi tiết trong bài viết Lịch sử nhóm Vì một Hà Nội xanh. Tổng kết là sự nghiệp yêu cây yêu cá mà Đoan Trang biến nhóm Linh Chi chẳng khác gì một phiên bản của nhóm No U Hà Nội. Nhóm chưa từng bảo vệ được bất cứ cái cây con cá nào, dù đó là lý do thành lập và mục đích tồn tại công khai của nó. Thay vào đó, các thành viên Rinchi tổ chức hoặc tham gia biểu tình trong bất cứ chính sách nào mà họ chấp được. Còn khi các cuộc biểu tình không thể diễn ra, nhóm chuyển thành một kênh hát rong để lôi kéo sự là quan tâm của quần chúng tò mò, rảnh rỗi. Và giờ đây, khi chẳng còn lý do để yêu cây yêu cá nữa, nhất là chẳng có còn dự án nào từ giới cờ bạc hải ngoại hay ngân sách nào từ chính phủ được chung nữa, thì nhóm Vì một Hà Nội xanh hay Rinchi chết làm sạn luôn. Cũng dễ hiểu thôi. Tại vì sao? Tại vì những cái vấn đề mà hả nào là gì? Cây xanh, rồi yêu cá, rồi có là Formosa hiện nay đã bị là nhà nước á, xử lý các vấn đề trên nó cách rốt ráo và thấu đáng, thỏa đáng, thấu tình đạt lý và đạt được sự đồng thuận của nhân dân. Cho nên thì còn nó đứt đâu nữa mà diễn. Cho nên là không diễn được nữa thì sao? Thì là bị bố Mỹ với lại mấy cái tổ chức chống cộng cúp tiền, thế là đấu nhân răng và chết đơn giản thế thôi. Tôi xin kết thúc cái bài viết của tôi tại đây.